Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình rất là đặc biệt. Đó là hôm nay chúng ta sẽ đặc biệt có một cái phần chia sẻ của tư vấn viên Quỳnh Mai. Chị Quỳnh Mai thì Anna xin giới thiệu một chút. Chị có 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong các cái hãng mỹ phẩm và chăm sóc da rất là nổi tiếng của thế giới, mà họ có những cái công ty và có những cái showroom ở Việt Nam. Và Anna biết chị Quỳnh Mai là từ năm 2011. Và trong suốt 9 năm vừa qua thì tất cả những cái sản phẩm mà Anna sử dụng về da ấy thì gần như là đều là chị Mai tư vấn. Và những cái thời kỳ mà từ cái thời mà cách đây 10 năm, cái da mặt của Anna thế nào với bây giờ da mặt của Anna thế nào là một trong những thứ mà đã thuyết phục được chị Mai về đồng hành cùng với tập đoàn sức khỏe Cyberon Wellness. Và chị Mai cũng có thừa nhận rằng là bây giờ là da của Anna đẹp hơn cái da mà cách đây gần 10 năm mà chị Mai gặp Anna. Hồi đấy chị Mai chính là người mà có cả massage, hướng dẫn Anna massage, và thỉnh thoảng Anna lên là có massage cho Anna nữa. Thế cho nên là Anna rất là tin tưởng vào cái sự lựa chọn của chị Mai. Tức là một khi mà dòng sản phẩm về da mà chị Mai nói là ôi cái này dùng thích mà hay thế, mà giá rẻ thế, thì tự động là mình có một niềm tin hơn rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì trong bối cảnh là phụ nữ chúng ta thì sợ xấu hơn sợ chết, đúng không ạ? Và bây giờ thì đàn ông cũng quan tâm rất nhiều đến việc mà chăm sóc ngoại hình, da mặt, khuôn mặt của chúng ta là một trong những thứ mà giúp chúng ta, cái mặt tiền của chúng ta mà mặt tiền của chúng ta mà ngon thì thuận lợi rất nhiều trong mọi cái công việc khác nhau. Và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với cả chị Quỳnh Mai để các bạn có thể hiểu về cấu trúc của da, hiểu về các loại da, các cái giai đoạn chúng ta cần cái gì, và chúng ta sẽ kết hợp với sản phẩm của Siri như thế nào, cả dạng uống và cả dạng bôi. Anna xin mời chị Quỳnh Mai đến phần chia sẻ của mình và dành cho chị Quỳnh Mai một tràng pháo tay ạ, để chị Quỳnh Mai có thể bắt đầu. Dạ. Xin chào tất cả các tư vấn viên của tập đoàn Siri và các khách mời ạ. SFS của sinh là tôi đấy ạ. Và tôi là Phạm Thị Quỳnh Mai, và hiện tại thì hôm nay tôi rất là vinh dự khi mà được Anna mời lên đây để chia sẻ cho mọi người về những cách về chăm sóc về da. Thì tôi đã có kinh nghiệm là 10 năm trong cái ngành lĩnh vực chăm sóc da cho hàng triệu khách hàng. Và hôm nay tôi có mặt ở đây để chia sẻ cho mọi người về các cách chăm sóc da và cùng tìm hiểu xem là làn da của mình thật sự là cần những gì, và mình nên dùng mỹ phẩm như thế nào cho nó được cải thiện làn da của mình một cách tốt nhất, và mình không cần phải đến các spa hoặc là thẩm mỹ viện. Thì không biết là mọi người nghe âm thanh có tốt không ạ? Vì quán tôi ngồi hơi ồn ý ạ. Được ạ. Nếu mà tốt thì mọi người có thể ok vậy thì bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người biết một chút về cái cấu trúc của làn da của mình nhá. Thì về trong cơ thể con người của mình ý, da là phần rất là quan trọng. Da nó bao phủ toàn bộ cơ thể của mình, và về cái diện tích về da ấy là nó tận để mà tính về diện tích là nó tận 2 mét vuông cơ. Và trọng lượng của da là hơn 3 kg, và tính về trọng lượng thì trọng lượng của da nó còn nặng hơn cả não của mình. Và độ dày của da thì nó chỉ có vài mm thôi. Da của phụ nữ mình ấy thì nó rất là mỏng, nó dễ bị kích ứng hơn là da của đàn ông. Đấy là cũng chính là lý do mà vì sao mà khi mà cái này lát nữa tôi sẽ giải thích sau đấy ạ. Và trong mỗi một cm của da ấy thì nó có đến là 3 triệu tế bào, 10 chân tóc, 15 tuyến bài tiết, 100 tuyến mồ hôi, 3 mạch máu và 12 dây thần kinh. Và cái chu kỳ tái tạo của da, của một cái chu kỳ tái tạo bình thường của da ấy là 28 ngày. Ok, để chị đọc lại nhá. Tức là diện tích của da là hơn 2 mét vuông. Và trọng lượng của da là hơn 3 kg, tức là nặng là 3 kg, và nặng hơn so với cả não. Da là cái bộ phận nó rất là quan trọng, bởi vì da nó bao phủ toàn bộ cơ thể của mình từ đầu đến chân, tất cả là da nó bao phủ. Và độ dày của da thì nó chỉ có vài mm thôi ạ. Mỗi 1 cm của da thì nó có 3 triệu tế bào, 10 chân tóc, 15 tuyến bài tiết, 100 tuyến mồ hôi, 3 mạch máu và 12 dây thần kinh. Có biết mọi người ghi có kịp không ạ? Ok ạ. Tôi chia sẻ tiếp ạ. Cái độ pH trung bình của làn da, một cái làn da thường gọi là làn da đẹp ấy, da thường ở đây với chúng tôi không phân biệt là làn da đẹp hay làn da xấu. Mà khi mà với những người mà làm ngành mỹ phẩm và chăm sóc da như chúng tôi ấy, thì sẽ gọi da thường chính là da đẹp.
tức là một làn da thường thì đấy là một làn da đẹp. Và độ pH của một làn da thường đấy là 4.7. Và mọi người đều biết là da của mình có 3 lớp chính, đấy là biểu bì, chân bì và hạ bì, đúng không ạ? Nhưng mà để mà về cái sự thật của làn da thì làn da của mình có tới 5 lớp và rất là ít được người biết được cái thông tin này. Thì tôi cũng làm qua rất là nhiều các công ty, và khi mà mình làm lên những cái công ty mà nó chuyên sâu hơn về da ấy, thì mình sẽ càng hiểu được da của mình có những lớp gì và mình nên cho da ăn nào là kem hay là tinh chất loại gì cho mỗi một làn da. Bởi vì mỗi một làn da và mỗi một độ tuổi thì nó sẽ có cái nhu cầu, mình gọi là nôm na là nhu cầu ăn uống khác nhau đấy. À, ngoài bổ sung ở bên ngoài thì mình còn phải uống thêm các sản phẩm bên trong nữa thì nó sẽ phục hồi từ bên trong. Thì bây giờ tôi sẽ nói về 5 lớp của làn da của mình để mọi người biết rõ hơn. Thì lớp đầu tiên mà ở trên cái bề mặt mà mọi người đang mình chạm lên đầu tiên ở trên làn da của mình đây này, nó được gọi là lớp màng thủy tương. Và cái lớp màng thủy tương này ấy, hay còn gọi là hydrolipid ấy, thì đây là cái lớp mà nó sẽ bao phủ toàn bộ cái bề mặt của làn da của mình. Và lớp này thì nó được cấu tạo từ nước, mồ hôi và dầu. Cái vai trò của lớp này thì đấy là nó sẽ giúp duy trì cái độ ẩm cho làn da này, bảo vệ cái lớp biểu bì của mình nó không bị khô, và chống lại cái sự phát triển của vi khuẩn. Đấy là lớp màng thủy tương. Cái lớp thứ hai đấy là lớp sừng. Đấy, như mọi người biết là cái lớp sừng là cái lớp mà ngoài cùng của biểu bì, và đây là cái kết quả của quá trình sừng hóa. Và cái độ dày của lớp này thì nó sẽ thay đổi tùy vào các vị trí, ví dụ như trên da mặt thì nó sẽ mỏng hơn, nhưng mà những cái vùng như là khuỷu tay hoặc là đầu gối ấy thì cấu tạo của những lớp đấy thì nó sẽ dày hơn. Và cái lớp này thì nó có cái vai trò là làm cái rào cản bảo vệ môi trường bên trong lẫn bên ngoài cái da của mình và cơ thể của mình. Và các cái lớp tế bào ở cái lớp sừng này ấy, thì nó luôn bong chóc và tái tạo tế bào mới và giúp cho đào thải các vi khuẩn này, các chất cặn bã và bã nhờn. Như lúc nãy tôi có nói là cái chu kỳ tái tạo làn da của mình là 28 ngày. Đấy thì là cái lớp sừng này là nó là cái lớp mà nó luôn luôn sinh ra và luôn luôn chết đi. Chính vì thế cho nên là anh chị em mình là mỗi một tuần mình nên dùng tẩy tế bào chết là ít nhất một lần. Mình sẽ dùng tẩy tế bào chết để mình massage, mình loại bỏ các lớp tế bào sừng già mà nó chết đi mà nó bám ở trên bề mặt da của mình ấy. Bằng mắt thường thì mình không thể thấy được, nhưng mà khi mà mình dùng lên các cái máy soi da ấy, các cái máy công nghệ cao ấy, thì mình mới thấy được là các lớp sừng này nó xếp lớp lên nhau giống như là cái mái nhà ngói của mình ấy. Và các lớp sừng già nua khi mà nó chết rồi mà nó không, tức là nó có khả năng là tự bong đi, nhưng mà có một số lớp là nó không tự bong đi được và mình cần phải dùng đến tế bào chết. Thế chính vì vậy là cái tẩy da chết ý, nó rất là quan trọng. Vì nếu như anh chị em mà không tẩy da chết thì nó cứ tích tụ và nó bám lại, sẽ gây đến cái nguyên nhân là mình bị mụn đầu đen, mụn ẩn. Đấy là do cái lớp sừng của mình nó bị oxy hóa. Thì cái lớp sừng này ý, khi mà nó bong chóc tái tạo tế bào mới thì nó sẽ giúp đào thải cả vi khuẩn cặn bã nhờn. Tiếp đến là cái lớp biểu bì. Lớp biểu bì này là cái lớp mà được cấu tạo bởi các lớp tế bào và nó luôn luôn được tái tạo. Tức là vẻ đẹp rạng rỡ của làn da của mình ý, là nó được quyết định bởi cái sinh khí của cái lớp biểu bì của mình. Và cái cấu tạo của lớp này thì cũng được tạo nên từ tế bào sừng và các tế bào bảo vệ như chúng tôi gọi là Langerhans cell ấy. Thì các cái tế bào đấy nó sẽ quyết định cái vẻ đẹp của một làn da. Ngoài cái lớp màng thủy tương nhá, cái màng thủy tương là mình chỉ, nó là cái lớp mà để bao phủ bề mặt da và nó bảo vệ cái lớp biểu bì cái lớp biểu bì cho mình nó không bị khô. Thế chính vì vậy là mình rất là quan trọng trong cái bước dưỡng da là mình cần dùng những cái bộ sản phẩm dưỡng da mà nó có thể thẩm thấu được đến lớp biểu bì của mình. Thì khi mà dưỡng da và cái serum nó thẩm thấu được lớp biểu bì ấy thì nó sẽ, tức là hoạt chất và các dưỡng da của mình nó sẽ thẩm thấu được sâu hơn, và như thế thì hoạt động tốt hơn thì da của mình nó cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Tiếp đến là cái lớp cơ bản. Đây là cái lớp liên kết giữa biểu bì và thân bì, và vai trò của nó cũng là tế tạo. Và đây là cái trung tâm mà để trao đổi chất này, điều chỉnh độ ẩm cho làn da và được cấu tạo bởi các tế bào sừng và tế bào hắc tố. Và khi mà mình còn trẻ thì các lớp này nó xếp theo hình tượng sóng. Thì tôi có vẽ một cái. Về da nó như vậy. Đây lên. Tôi vẽ hơi xấu. Không biết mọi người có thấy không? Không biết là mọi người có thấy không, thì cái lớp này nó sẽ xếp theo hình gợn sóng. Đây là cái hình gợn sóng ạ. Cái hình gợn sóng đấy ạ. Không biết mọi người có thấy không ạ? Thì khi mà mình còn trẻ thì các cái lớp này nó sẽ gợn sóng với độ sóng rất là cao.
mình cứ tưởng tượng nôm na như là khi mà mình vẽ cái sóng biển ấy, và khi mà mình về già bắt đầu từ cái độ tuổi 35 tuổi trở đi, hoặc là chưa đến 35 đâu, chỉ cần từ 28 đối với những ai mà mình không biết nuôi dưỡng làn da của mình ấy, thì cái lớp này nó sẽ dần dần nó duỗi bẹt ra, tức là nó duỗi dài ra, và khi đấy thì mình sẽ dễ gặp các tình trạng như là tự nhiên là cái má của mình này nó không có độ săn chắc. Ví dụ như má của tôi chẳng hạn, tôi là một người mà rất là chịu khó dưỡng da, ví dụ như buổi tối không dưỡng da là tôi không đi ngủ được. Trước khi đi ngủ là bắt buộc là tôi phải dưỡng da. Thế nên là khi mà mình sờ vào một cái da mà mình được dưỡng đầy đủ ấy, thì luôn luôn có cái độ đàn hồi, và nó rất là săn chắc, và nó có cái độ tưng, tức là cái độ phản hồi lại với cả mình ấy. Đấy, thế với cái làn da nào mà mình đẩy lên mà nó cảm thấy nó nhõng nhẽo, nó mềm mềm ấy, thì mình nên đầu tư các cái bộ dưỡng da mà giúp làm săn chắc và tái tạo da tốt hơn. Thì ví dụ như CBD của mình thì thế mạnh của mình là tái tạo da rất là tốt. Tiếp đến là cái lớp chân bì, đây là cái mô nâng cái lớp mà là gọi là lớp mô nâng đỡ để giúp quyết định cái độ đàn hồi và săn chắc của da, và nó cũng nuôi dưỡng cung cấp độ ẩm cho da. Cái lớp này thì nó được cấu tạo từ tuyến bã nhờn và nang lông, đây là cái lớp dưới nhá mọi người nhá, bã nhờn và nang lông ở đây, và tuyến mồ hôi này, nguyên bào sợi, các sợi elastin, các sợi collagen ở các hệ thống tuần hoàn, và vai trò của nó là nuôi dưỡng và bảo vệ lớp biểu bì, nâng đỡ cái lớp biểu bì này là nó nhờ vào các sợi elastin, collagen và các sợi săn chắc như tôi vừa nói. Và cuối cùng của mình đấy là lớp hạ bì, thì đây là cái lớp mà dày nhất và là cái lớp cuối cùng của làn da. Lớp hạ bì thì nó hoạt động như là một cái vật để chống sốc ấy, chống sốc nhiệt cho da. Ví dụ như khi mà mình bị nóng này, mình bị lạnh này, thì đây là cái lớp mà nó sẽ hoạt động như là một vật để chống sốc, và nó sẽ tích trữ lipid và các nguồn năng lượng cho cơ thể của mình bởi các cái cấu tạo như là mỡ, mô và các mạch máu. Đấy là tôi vừa mới chia sẻ cho mọi người về tổng quan về làn da của mình một cách chi tiết nhất. Thì sau khi mà mình biết về các lớp của làn da, là da mình đã có 5 lớp như vậy rồi đúng không ạ? Thì tiếp theo đấy là mình sẽ cùng tìm hiểu về các cái tình trạng ở trên làn da của mình. Thì như da của mỗi một người ấy, tất cả mọi người ấy, mình sẽ quy chung về ba loại da ở đây, đấy là gồm có là da khô này, da hỗn hợp này, và da dầu. Về bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người qua một chút về cái mọi người có cần thông tin về từng loại da như là da khô như thế nào để mình nhìn khách mình biết tư vấn đúng không ạ? Da khô này, da dầu và da hỗn hợp. Thì ví dụ như với một làn da khô nhá, mọi người quan sát nhá, thì da khô từ hai bên gò má của người ta sẽ rất là khô ráp. Ví dụ như mình có thể, nếu mà anh chị em mà gặp khách trực tiếp ấy, thì mình có thể là dùng cái bàn tay của mình này, chỉ cần hai ngón tay thôi, mọi người đẩy nhẹ từ dưới má lên giúp tôi ạ. Mọi người đẩy nhẹ từ cái chỗ cánh mũi đi ra nhá, mọi người đẩy nhẹ lên như thế này ạ. Và khi mà mình thấy những cái xếp các cái nếp nhăn mà xếp li ti ấy, thì đấy là một cái làn da khô. Thế mà trong da khô thì mình còn phân biệt ra rất là nhiều loại da khác nhau nữa, nhưng mà để về cơ bản là mình có da khô, da hỗn hợp và da dầu. Thì với những làn da khô thì mình cần phải sử dụng các mặt nạ mà cung cấp và dưỡng ẩm cho da. Ngoài ra thì các bước dưỡng da của mình thì mình cũng cần phải dùng đầy đủ bước, và mình dùng cả serum, cả kem. Serum thì với CBD của mình thì mình có serum ngày và đêm. Thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ cái cách mà mình sẽ dùng riêng serum với từng loại da khác nhau. Và ngoài ra thì mình cũng bổ sung thêm các sản phẩm uống, ví dụ như CBD thì ngoài, tức là như bản thân tôi, từ khi mà Anna chia sẻ cho tôi CBD ấy, thì liên tục tháng nào tôi cũng uống thanh lọc, cái bộ ba thanh lọc pho 4 và Colline. Thì khi mà cơ thể bên trong của mình sạch ấy, thì làn da của mình nó cũng rất là khỏe mạnh, bởi vì lúc đấy thì cái chức năng trao đổi chất của da mình nó sẽ tốt hơn. Và ở đây các anh chị em có thừa nhận với tôi là khi mà mình uống cái bộ ba thanh lọc và các cái bộ đào thải của bên CBD của mình ấy, chỉ cần một thời gian thôi, ví dụ như sau 2 tuần thôi, là anh chị em sẽ thấy là da mình nó sẽ sáng hơn và nó có độ căng hơn, đúng không ạ? Và ngoài ra thì những ai mà quan tâm đến da của mình nữa ấy, thì anh chị em nên sử dụng cho tôi thêm cái sản phẩm như là Beauty Box, Chonolong và 3D Cook. Thì những cái đấy thì nó sẽ bổ sung thêm cái nguồn acid hyaluronic, nó là cái chất mà nó rất là quan trọng cho cái lớp màng thủy tinh của mình, bởi vì da của mình ấy, cái acid hyaluronic nó rất là quan trọng. Và thật sự thì khi mà tôi làm nhiều nhiều cái hãng mỹ phẩm ấy, thì
để mà đa phần ý, tất cả các bộ dưỡng da từ bình thường nhất, từ đắt tiền rồi là những cái dòng cao cấp hẳn, thì tất cả những cái dòng đấy nó có một cái thành phần không bao giờ thiếu được, đấy là cái acid hyaluronic mà mình chỉ có thể bổ sung được từ bên ngoài, chứ các hãng mỹ phẩm không có thêm các sản phẩm uống nhé. Và đa số khi mà mọi người uống ở trên thị trường, mọi người chỉ uống collagen. Nếu như mà uống như thế thì nó gần như là nó không chính xác, và khi mà uống collagen vào cơ thể mà mình không thanh lọc ấy thì nó sẽ rất là nóng. Thế chính vì thế cho nên là các anh chị em ở CBD này mình không cần phải sử dụng đến những sản phẩm như là vitamin E hay là collagen làm gì. Nó tôi thấy là nó cũng không bổ sung được nhiều đâu. Thì mình nên dùng các bộ dưỡng da. Thì lát tôi sẽ nói về các bộ dưỡng da sau. Còn nếu mà uống thì anh em lưu ý, các anh chị em lưu ý là mình nên uống những dòng như là Chung Long, Multi Bắc và 3D Cook. Đấy là ba cái mà nó sẽ bổ sung rất là nhiều dưỡng chất cho làn da của mình. Và lúc nãy là tôi có nói qua về da khô rồi đúng không ạ? Và cái da khô ấy, da khô thì rất là dễ bị mẫn cảm và dễ bị dị ứng. Thì ở cái lớp da khô thì mọi người sẽ nhìn thấy là cái lớp biểu bì nó rất là mỏng, và mình rất là ít nhìn thấy lỗ chân lông, và cảm giác là da nó sẽ bị xỉn màu vì nó không đủ độ ẩm, nên nó sẽ bị xỉn màu và cảm giác là da nó sẽ gồ ghề, giống như lúc nãy tôi nói là mọi người, ví dụ là mọi người đẩy nhẹ tay như này đấy ạ, và thỉnh thoảng là da sẽ bị mẩn đỏ hoặc là khó chịu. Còn tiếp đến là da hỗn hợp. Thì với da hỗn hợp là cái vùng chữ T này của mình nó sẽ dầu hơn, vùng chữ T của mình nó sẽ dầu hơn nhá, nó hay bị xuất hiện các cái tình trạng như là mụn ẩn này, mụn đầu đen ở cái những cái vùng chữ T như thế này. Và những cái vùng này thì bao giờ nó sẽ bị xỉn màu hơn và nó dễ bị nổi mụn hơn, và khi mà mình trang điểm thì nó rất là nhanh trôi, và nó trôi rất là buồn cười, tức là nó trôi là ở cái phần này mà mình không thấy cái gì cả mà hai bên má của mình là vẫn trắng đấy. Tiếp đến là da dầu, thì cái lớp da dầu là cái da mà nó rất là nhanh bị xỉn màu và luôn bóng nhờn. Ưu điểm của làn da dầu đấy là bạn sẽ lão hóa chậm hơn mọi người một chút, nhưng không có nghĩa vì thế là mình thích là ai cũng da dầu, bởi vì da dầu thì nó gây ra rất là nhiều phiền toái khi mà mọi người trang điểm, nó cực kỳ nhanh trôi và toàn bộ bề mặt da của mình bị xỉn màu, mụn này, mụn ẩn thì cực kỳ nhiều, và lỗ chân lông sẽ rất là to, gây ra mất thẩm mỹ. Và lớp biểu bì của cái làn da dầu thì nó cũng sẽ rất là dày. Đấy là tôi vừa nói qua về ba cái tình trạng da cơ bản nhất. Thì trong các cái tình trạng da đấy thì mình sẽ phân tiếp là về da mất nước, da nhạy cảm và da bị mệt mỏi, thiếu sức sống. Có những làn da khô, da hỗn hợp, da dầu nhưng mà nó vẫn bị mất nước. Đấy là ví dụ như da dầu thì nó sẽ càng dầu hơn khi mà nó mất nước, là bởi vì là cái lớp màng thủy tương của mình không được bảo vệ, bắt buộc nó phải tiết dầu ra để nó bảo vệ cái lớp màng thủy tương của mình. Khi mà mọi người tìm hiểu sâu về các cơ chế của da thì nó rất là thú vị mọi người, và mọi người sẽ hiểu được vì sao là có những người bị nám và có những người không bị nám. Về da mất nước thì da lúc nào nó cũng sẽ thiếu đi cái sự khỏe mạnh của làn da, và cảm thấy da nó cứ bị căng hai bên má này, bị căng má và nó rất là khó chịu. Lớp trang điểm cũng sẽ bị nhanh phai. Khi mà mình nhìn bề mặt ngoài của da đấy thì mình sẽ thấy là da nó xỉn màu và xuất hiện những đường nhăn nhỏ, nó giống như là da khô thôi. Còn như da nhạy cảm thì mình luôn có cảm giác bị khó chịu, dễ bị nổi mụn, rồi là dễ bị mẩn đỏ những cái vùng xung quanh da mặt, cảm giác là bị ngứa rát và nó rất là dễ bị kích ứng. Còn da mà mệt mỏi, thiếu sức sống là mình nhìn da nó sẽ bị xỉn màu, tình trạng da mỏi mệt. Tức là khi mà ví dụ như là mình biết là trong mình ngoài cái suy nghĩ ra, mình thể hiện ra thì tất cả nó đều thể hiện trên cái gương mặt của mình. Và da, cái tình trạng mà da mệt mỏi, thiếu sức sống là rất là nhiều. Thế nên là ở Siberia ấy, thì mình đã được hỗ trợ rất là nhiều. Ví dụ như là khi mà mình mệt mỏi, mình có thể dùng những sản phẩm như là Neurovision này, Aquibox này, hoặc là Energybox. Đấy là những cái dòng mà nó giúp làm cho mình tăng năng lượng, hoặc là cái mà tôi thích nhất đấy là Coen. Thì ví dụ như nói thật là ngày hôm nay tôi đi từ sáng luôn đấy ạ. Tôi đi từ sáng, tôi gặp khách, tôi không có thời gian để chuẩn bị bài để chia sẻ cho mọi người cơ. Và lúc nãy thì lúc 6 giờ tôi rất là lo lắng, tôi bảo không biết là tối nay nói chuyện với cả mọi người nói cái gì cho mọi người đây. Và lúc đấy thì tôi cũng uống luôn 4 ống Coen. Thì như lúc ấy mọi người đều khen là da tôi rất là đẹp, mặc dù về tôi chỉ có kịp tắm xong đánh tí xong tôi chạy ra đây tôi ngồi luôn thôi. Thì cái mà tăng sức đề kháng là một này, dùng những cái dòng mà tăng năng lượng cho cơ thể của mình nó rất là quan trọng. Khi đấy thì mình nhìn da của mình rất là tươi tỉnh. Mình đi gặp khách để mà một cái tư vấn viên để mà tư vấn làm đẹp cho khách hàng đúng không ạ,
mà mình trông lúc nào cũng ủ rũ, rồi lúc nào da mặt cũng sám ngoắt ra, mặc dù có năng động nhưng mà da mặt sám ngoắt ra thì cũng chẳng ai nghe được mình, đúng không ạ? Thì bên mình rất là tuyệt vời là ngoài những cái sản phẩm uống thì mình còn có những sản phẩm sử dụng ngoài da. Thì bây giờ tôi sẽ nói qua về các bước chăm sóc da hàng ngày cho mọi người nhé. Sau đấy tôi sẽ nói đến cái quá trình lão hóa và cách để mình có thể tư vấn cho khách hàng là dùng từng bước, là bạn nên dùng dòng lão hóa hay là bạn nên dùng bổ sung độ ẩm hay là gì đấy sau. Thì về các cái cách mà chăm sóc cho da ấy, thì thật ra nó rất là đơn giản thôi. Tất cả các loại da mà ví dụ như là da mà bị gặp mụn này, hay là da bị nhiều dầu quá, hay là da bị khô quá, thì tất cả đều quan trọng ở đây là bước làm sạch. Tức là đối với chúng tôi, khi mà chúng tôi tư vấn cho khách hàng ấy, kể cả những cái chị khách hàng, ví dụ như ngày xưa tôi làm Lancôme chẳng hạn, những cái bộ dưỡng da của bên tôi, ví dụ như mà ít nhất ý, cái bộ mà rẻ tiền nhất để mà mua đủ bộ thì phải là 12 triệu. Và cái bộ mà cao cấp nhất ý, chống lão hóa, chuyên sâu nhất thì nó phải hơn 100 triệu. Tức là một hũ kem của tôi đã 13 triệu rồi, và nó là tế bào gốc. Và khi lúc nãy khi mà tôi vừa đọc qua tài liệu một chút về cái chỗ thành phần của CBD thì tôi phát hiện ra là các cái sản phẩm của mình nó đã vốn dĩ nó là mỹ phẩm sinh học rồi. Và tất cả các thương hiệu trên mỹ phẩm trên thế giới, ví dụ như là những cái thương hiệu mà tôi đã từng làm thôi nhá, là như ví dụ như Clarin hoặc Lancôme, người ta đều, tất cả các công nghệ người ta đều hướng theo là giống sinh học. Thế cho nên là mình ở đây mình cứ tự tin mà đi chia sẻ. Ví dụ như tôi có những chị khách mà trước đây tôi đã chăm sóc rồi chẳng hạn, thì người ta đang dùng những cái bộ rất là cao cấp. Khi mà người ta thấy tôi tư vấn sang những cái bộ rẻ tiền này, người ta hỏi tôi một câu là chị đang dùng Lecce là cái bộ cao cấp nhất của Lancôme với tôi ạ, là hơn 100 triệu ấy ạ, thì chị dùng sang cái này thì có hiệu quả hay không. Thì tôi mới nói là, thì tôi nói ra cái mà cái mấu chốt của CBD của mình ấy, đây là mỹ phẩm sinh học. Mà mỹ phẩm sinh học là cái mỹ phẩm mà nó có công nghệ rất là cao. Và bên mình là phức hợp nano. Nano là cái phức hợp mà nó sẽ đi sâu và nó có khả năng giúp cho các tế bào của mình nhân đôi một cách tối đa. Thế như thế thì da của mình, chính vì thế cho nên là da của mình nó sẽ phục hồi nhanh hơn. Ví dụ như da của Anna chẳng hạn, da Anna phục hồi rất là nhanh. Mặc dù trước đây tôi đã dùng cho Anna những cái bộ dưỡng da rất là cao cấp và rất là đặc trị rồi, ví dụ như là tiền serum rồi kem dưỡng, nhưng mà thật sự là nó không cải thiện được nhiều và nó không làm hết được những cái vết thâm ở hai bên da của Vân Anh. Thì đến bây giờ khi mà tôi đọc tài liệu về Siberia thì tôi mới hiểu được vì sao mà da của Vân Anh nó lại cải thiện nhanh như vậy. Và tôi đã quyết định là tôi bỏ luôn cái bộ dưỡng da Lancôme của tôi, mặc dù là trước đây thì tôi thật sự là tôi chỉ rất là yêu các cái sản phẩm uống của bên mình thôi. Tôi vẫn có một cái niềm tin với sản phẩm cũ của tôi. Thì tôi đang dùng bộ Lancôme, đấy là bộ Absolute, thì nó cũng rất là đắt và nó rất là hiệu quả về lão hóa. Đấy, nhưng mà khi mà tôi đọc về những cái tài liệu và cái thành phần này thì tôi đã bỏ luôn cái bộ đấy ở nhà. Tôi không dùng nữa và tôi dùng sang CBD của mình. Thì với CBD của mình thì khi mà mình dùng cái cảm nhận đầu tiên ấy, cảm nhận đầu tiên là mình rất khó chịu đối với những làn da mà tôi không biết, tôi đang nói về cái cảm nhận của tôi nhá. Thì ví dụ như tôi dùng rất là nhiều dòng dưỡng da rồi, thì khi mà tôi dùng sang series tôi có một cái khó chịu đầu tiên, đấy là nó bị nhờn và nó biết dính ngay lần đầu tiên sử dụng. Thế thì mọi người khi mà gặp khách hàng, mọi người tư vấn khách hàng mà dùng bộ dưỡng của mình ấy, khi mà thoa lên nó bị nhầy dính dính ấy, thì đấy là cái mà da của mình đang được thanh lọc. Tức là giống như khi mà mình uống sản phẩm vào ấy ạ, mọi người thấy là uống bộ ba thanh lọc, uống pho 4, uống trà tê vào mình bị đi ngoài không ạ? Thì da của mình nó cũng thế, vì trước đây mình đang dùng những cái mỹ phẩm hóa chất, rồi là những cái mỹ phẩm khác, thế làm da của mình nó đang không được sạch. Thì khi mà mình dùng những cái này lên thì nó sẽ mất thời gian để nó thẩm thấu và gần như là nó sẽ tái tạo lại toàn bộ độ làn da của mình. Thế chính vì thế cho nên là khi mà tôi dùng thì cái cảm giác đầu tiên là nó rất là khó chịu và nó hơi nhờn. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, đối với những da nào mình dùng mà nó nhờn ngay lập tức như thế thì mình có cải thiện càng nhanh. Thì ví dụ như tôi, sau một tuần thôi là da tôi đã rất là căng và mọi người gặp tôi đều khen là ôi sao da đẹp thế. Sao da dạo này nghỉ mỹ phẩm lâu rồi mà sao da vẫn sáng và vẫn căng thế. Mọi người hỏi tôi là dạo này đang dùng cái gì đấy. Đấy, thế đấy, đấy là cái mà mọi người rất là yên tâm về cái bộ dưỡng của mình. Và tiếp đến là mình nói tiếp về cái chỗ làm sạch về da. Làm sạch da thì rất là đơn giản đúng không ạ? Anh chị em của mình ấy, tôi sẽ hướng dẫn từ buổi sáng đến buổi tối nhá. Thì buổi sáng ngủ dậy đầu tiên là mình rửa mặt đúng không ạ? Rửa mặt thì mình chỉ lấy một lượng khoảng hạt đỗ ra lọc bàn tay thôi, tay mình ướt, sau đó mình massage nhẹ để mình tạo bọt nhanh.
và mình sẽ massage từ trong ra ngoài theo hình xoắn ốc như thế này ạ, theo hình xoắn ốc. Đối với các bước dưỡng của da thì mình sẽ chia da của mình ra làm 6 đường nhé. Ở trên trán này là 2 đường và bắt đầu từ phần dưới mắt của mình xuống là 4 đường, 1 này. Tức là bọn tôi hay gọi là trên cánh mũi, ngang cánh mũi, trên miệng, dưới miệng đấy ạ. Tức là mình sẽ chia đây, chỗ này là 1 đường, 2 đường, 3 đường và 4 đường. Và kể cả khi mà anh chị em dùng dưỡng da cũng vậy, mình cứ đi theo 4 lớp của da đấy thì cái sản phẩm của mình nó sẽ hấp thụ rất là nhanh. Và các cái cách dưỡng của mình cũng rất là nhanh. Và mình tẩy trang hay là mình dùng toning để mình lau ấy thì nó cũng sẽ giúp thẩm thấu và nó làm sạch được hơn. Lớp chân, cái lỗ chân lông của mình nó sẽ được nở, tức là nó sẽ được mở rộng hơn để mình làm sạch cái bước ở trên da. Thì rửa mặt thì mình cũng sẽ đi theo 6 cái đường ở trên bề mặt da của mình. Mình massage. Massage thì cái thời gian để mà mình rửa mặt thì nó chỉ tối đa là 1 phút 30 giây thôi. Không nên là, mình không nên là rửa mặt lâu hơn. Thế ví dụ như ở đây tôi có một cái chia sẻ riêng là có rất là nhiều người hay khi mà mình đi gội đầu ấy, mình hay gội đầu xong mình rửa mặt luôn đúng không ạ? Thì thật sự là tôi làm trong ngành mỹ phẩm này là gần như không bao giờ tôi đi ra ngoài để tôi để cho một ai đấy sờ lên làn da của mình. Vì mọi người phải biết là ví dụ như tình trạng của bác Liễu lúc nãy khi mà bác đi massage xong về bác bị dị ứng ấy, rất là đơn giản thôi. Là cái kỹ thuật massage của mọi người gần như nó rất là, tôi ở đây tôi không đánh đồng nhá, có rất là nhiều người giỏi nhưng mà cái kỹ thuật massage của mình nó bị hạn chế khá là nhiều và mọi người không biết các lớp về da. Thế cho nên là khi mà mọi người massage ở ngoài, ví dụ như là mình đi ra ngoài một spa nào đấy chẳng hạn, hoặc là mình đi gội đầu mà mình để cho người ta làm trên bề mặt da của mình, nó rất là hại và nó sẽ dễ bị kích ứng. Thế, ví dụ như là bản thân tôi đi làm lâu năm như vậy, nhưng mà mọi người biết không, bên tôi ấy, mỗi một lần để mà kiểm tra về các cái thao tác về massage cho da ấy thì nó rất là khắt khe luôn ạ, rất là khắt khe để mà một beauty có thể ra ngoài chăm sóc cho da và được sờ tay lên mặt của da thì nó rất là khắt khe. Thế nên là tôi thật sự khuyên mọi người là ít đi massage thôi. Vì khi mà mình đi massage nhiều quá ấy, các lớp của da khi mà mình không hoạt động theo các lớp của da ấy, mình sẽ càng dễ bị chảy xệ hơn và dễ bị lên mụn, dễ bị kích ứng hơn, thì khi đấy là da của mình nó sẽ rất là mỏng. Tiếp đến là buổi sáng thì là mình rửa mặt xong rồi đúng không ạ? Rửa mặt xong thì mình sẽ dùng nước hoa hồng. Và nước hoa hồng thì mọi người sẽ sử dụng da bông cốt tông nhá. Mọi người chờ tôi một chút, tôi sẽ lấy bông cốt tông để hướng dẫn mọi người luôn. Thì mình hay gọi nôm na cái tên của lotion đó là nước hoa hồng hoặc là nước cân bằng cái độ pH trên da ấy ạ. Thì mọi người sử dụng cái bông cốt tông, mọi người sẽ cầm ngang như này, cầm ở giữa hai ngón này và cũng sẽ lau theo làm 6 lớp mà như tôi hướng dẫn nhá. Làm 6 lớp, lau một bên xong mình phải lật mặt nó đi. Mình lật mặt nó đi xong mình lau tiếp ở bên này. Mình cũng chia làm 6 bước như vậy. Riêng ở vùng cánh mũi nhá, mọi người có thể bóc cái lớp bông này hoặc là mình dùng một cái lớp khác, tại vì cái vùng chữ T này của mình nó rất là nhiều dầu, lỗ chân lông nó rộng hơn. Cái thứ hai là nó luôn luôn có mụn đầu đen, rất hiếm cái làn da nào mà không có mụn đầu đen ở trên này. Thì mình sẽ lau như này. Đấy, mình sẽ dùng như này, mình lau ở bên mũi này trước, hai bên, trên khóe miệng, dưới khóe miệng và đi thêm một cái đường viền cằm này nữa. Thì đấy là dùng nước hồng. Sau khi dùng nước hồng xong thì mình sẽ dùng đến serum. Thì với các cái cách dưỡng da ấy, đối với tôi khi mà tôi làm nhiều hãng như vậy thì rút lại là có hai cách để cho mình bôi serum và kem dưỡng nó được thẩm thấu tốt hơn. Đấy là cách đầu tiên ý, thì tại vì nhiệt độ của cơ thể của mình là 37 độ mà, thì mình sẽ cho serum hoặc dưỡng da lòng bàn tay, sau đấy mình dàn ấm. Mọi người dàn ấm thoải mái nhé, yên tâm, tại vì là cái lòng bàn tay của mình nó không có lỗ chân lông nên là sẽ không lo cái tình trạng là serum hoặc là kem nó bị thẩm thấu vào trong lòng bàn tay này của mình đâu ạ. Và khi mà mình làm ấm sản phẩm trong lòng bàn tay như thế này ấy, thì cái sản phẩm của mình nó sẽ cùng nhiệt độ với cơ thể, như thế khi mà mình đưa lên áp lên trên làn da của mình thì nó sẽ thẩm thấu được nhanh hơn. Thì có hai cách để cho mọi người bôi cái sản phẩm lên trên da mặt. Thì cái cách đầu tiên ấy là mình dàn ấm như này. Thế sau đấy mình sẽ vuốt trán như này ạ. Mình sẽ vuốt trán ra như này ạ. Mình vuốt ngang này. Vuốt ngang như này. Còn nếu như ai mà không vuốt được thì có thể dùng từng tay một, mình vuốt ngang. Mọi người vuốt trán ngang nhá. Vuốt ngang như thế này ạ. Tiếp đến vùng da mặt thì có hai cách. Da mặt thì mình có thể là đi theo từng bước như này.
mọi người để tay cao lên như này để mình đi được cả những cái vùng chữ T, cũng chia ra làm bốn được như này. Sau cái vùng này mình dưỡng riêng, vùng chữ T bao giờ mình cũng muốn dưỡng riêng, và cuối cùng mình kết thúc bằng một đường đi quanh đường gọi là hình chữ T. Đấy là cách. Còn cách thứ hai là khi mà mình dán ấm xong rồi mọi người có thể ấn áp. Ấn áp là cái cách mà tôi học được từ bên thương hiệu mỹ phẩm Clarin, và nhờ những cách này thì dưỡng nó thẩm thấu rất là nhanh và đạt hiệu quả cao hơn. Thì tôi đã áp dụng với cả bộ CB của mình thì thấy là nó thẩm thấu nhanh hơn rất là nhiều, và nó gần như không bị dầu. Thì mọi người sẽ ấn áp từ trong ra ngoài, ấn ngọn 1, 2, 3, 4, mọi người cứ ấn như này đi, yên tâm đi là kem dưỡng và serum nó sẽ thẩm thấu rất là đều, thì làn da của mình nó hoạt động rất là hay, không sợ là chỗ nhiều chỗ ít đâu. Chứ còn nếu như mọi người chia ra làm 5 điểm xong rồi cứ thoa như này, nó sẽ làm đứt gãy hết các sợi elastin ở dưới, tại vì cái sợi elastin là cái sợi mà nó rất là dễ gãy và dễ vỡ luôn ạ. Khi mà mọi người làm như vậy thì thật sự là đang trà đạp lên cái làn da của mình. Thế mọi người có thể dùng theo cách mà tôi nói, hoặc là nếu như ai vẫn thói quen là mình chia ra như thế này thì mọi người vẫn cứ vuốt ngang ra cho tôi nhá, mọi người vuốt ngang hết ạ. Thì như thế thì nó sẽ thẩm thấu được nhanh hơn. Đấy là về kem dưỡng. Thì ngoài ra thì kem dưỡng xong thì mình sẽ dùng đến kem chống nắng. Đấy, như chúng tôi khi mà tư vấn cho khách hàng ấy thì vẫn thường nói là mình đi ra ngoài đường có thể không đánh răng nhưng mà phải đánh kem chống nắng và soi. Kem chống nắng là rất là quan trọng cho làn da của mình. Nên nếu như bọn tôi đã được làm một cái thí nghiệm là thử hai bông hoa hồng của Lancôme ạ. Hoa hồng đấy là một cái dòng hoa hồng mà nó có sức sống rất là mãnh liệt, tức là khi mà mình bẻ cây đi rồi mình để ở nhiệt độ ngoài trời nó vẫn sống được đến tầm 11 ngày. Thì khi mà phơi hai cái bông hoa đấy ra ngoài nắng, một bông hoa được thoa lớp kem chống nắng nhá, và một bông hoa không được thoa kem chống nắng nhá, thì cái hoa mà không được thoa kem chống nắng ấy mọi người, nó nhăn lại y như làn da của mình luôn, nó nhăn và nó héo, và các cái nếp nhăn đấy của nó ấy, nó đậm màu vô cùng luôn ạ. Thế nên kem chống nắng rất là quan trọng, và Siberia của mình thì có kem chống nắng dành riêng cho da mặt. Thế chính vì thế nên mọi người hãy dùng riêng nhá. Và tôi đã qua một chút về cái kem chống nắng của mình. Thế là kem chống nắng của mình thì nó có cái độ thẩm thấu rất là nhanh, và mọi người chỉ cần lấy một lượng bằng hạt đỗ thôi, hoặc là nhiều hơn hạt đỗ một chút tùy vào da nhé. Như da của tôi thì chỉ là một hạt đỗ thôi, mọi người cũng chia đều 5 điểm và thoa theo cái cách mà tôi hướng dẫn thì nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh và nó giúp bảo vệ da mình hoàn toàn. Cái mà đây ở cái sản phẩm kem chống nắng của Siberi của mình thì mọi người để ý này, cái SPS của nó là 50. Ở đây mình có một cái cách tính về cái chỉ số chống nắng ở trên da mặt của mình. Thế thì SPS 50 là nó sẽ bảo vệ da của mình lên đến 12 tiếng. Và nếu mà ai mà muốn an toàn hơn ấy thì tôi chia sẻ cho mọi người cái cách mà tôi vẫn đang dùng, tức là tôi lôi hết bài từ bên kia sang áp dụng bên này. Tức là ví dụ như là mọi người hoạt đi ra ngoài trời, hoạt động ngoài trời với ánh nắng nó quá là nhiều và da mình nó sẽ tiết ra mồ hôi, thì như thế là nhiều khi với những làn da dầu là lớp trang điểm còn trôi chứ đừng có nói là lớp chống nắng, đúng không ạ? Thì mình có thể sử dụng cái khăn giấy này. Thế mọi người hãy dùng cái khăn giấy, mọi người thấm hết các lớp mồ hôi, thấm vùng chữ T trước nhá, sau rồi đổi khăn giấy đi thấm những vùng ngoài này, thấm những vùng ngoài. Sau khi mình thấm xong rồi da mình nó đã bớt hết lượng dầu đi, còn ai có giấy thấm dầu mà da nhiều dầu quá thấm hết lượng dầu ấy đi. Thế sau đấy thì mình cái lotion của mình ấy, cái nước micelle của mình ấy, mọi người có thể đổ chất vào một cái chai nhỏ nhỏ mang theo bên mình. Thế hôm nay tôi không mang ở đây, thì mọi người có thể phun sương lên bề mặt da của mình, sau đấy vỗ nhẹ lên trên bề mặt da nhá. Và mình sẽ, nếu mà ai mà xịt nhiều quá mình lại phải lấy lại cái giấy này mình thấm khô bớt đi, sau đấy mọi người bôi lại chống nắng như bình thường. Yên tâm là không có mụn hay là bị một cái vấn đề gì cho da đâu ạ, vì tối về là mình vẫn tẩy trang rồi mà. Và như thế thì da của mình nó sẽ được bảo vệ là tuyệt đối hơn so với cách là mình để cho chống nắng cả ngày. Mà đặc biệt là những ai đi biển, đối với những cái làn da mà mình đi biển hoặc là mình hoạt động ngoài trời nhiều thì theo khuyến cáo, cái này là theo khuyến cáo luôn rồi, thì cứ 2 tiếng là mình nên dậm lại kem chống nắng một lần. Thì cái cách mà dậm lại như thế thì tôi đã hướng dẫn mọi người về cái cách mà mình dậm lại kem chống nắng rồi, đúng không ạ? Và mọi người lưu ý là kem chống nắng dành cho da mặt nó khác với cả kem chống nắng dành cho body nhá. Vì làn da của da mặt của mình nó mỏng hơn da của body, cho nên là mình nên dùng kem chống nắng riêng. Tôi hôm trước tôi đọc được ở trên nhóm ấy là có một số anh chị là mình vì là hết kem chống nắng của mặt mà mình lấy cái kem chống nắng body này mình bôi lên trên mặt là
thật sự là nó không tốt, tại vì là hai cái cấu tạo của làn da tuy là cùng da nhưng mà ở trên vùng da mặt nó mỏng hơn rất là nhiều, nên là mình không nên dùng chung nhá. Đấy, sau khi dùng kem chống nắng xong thì mọi người có thể trang điểm. Thì buổi tối về, tất cả những người mà đã dùng kem chống nắng hoặc là kể cả không dùng kem chống nắng, mình khi mà mình đi ra ngoài trời, mình sẽ tiếp xúc với khói bụi không khí và ô nhiễm, nó sẽ bám vào trên cái làn da của mình, mắt thường thì mình không bao giờ mình thấy được. Thế nên khi mà tối về là mọi người cần thiết phải tẩy trang. Tẩy trang là bước quan trọng nhất. Nếu như anh chị em mà rửa mặt không bao giờ nó sạch hết được, cái lớp tẩy trang của mình nó rất là quan trọng. Và nếu như mà mình chỉ có rửa mặt không thì làn da của mình nó không bao giờ nó sạch được. Thế như thế thì khi mà mình dùng dưỡng da nó cũng vô nghĩa lắm. Và mình sẽ dễ bị cái tình trạng là mụn. Đấy, với anh chị em nào mà cứ thỉnh thoảng một tháng mà nó cứ lên vài cái mụn do nó lại lặn, xong rồi một thời gian nó cứ lên, đấy là do mình là mình chăm sóc da nó chưa sạch. Thì cái lớp chống nắng ấy, tất cả các kem chống nắng nó đều có chứa dầu, tại vì nó chứa dầu thì nó mới hòa tan trên làn da của mình được. Thì tối về mình bắt buộc mình phải dùng tẩy trang. Khi mà mình dùng tẩy trang thì nó sẽ sạch hoàn toàn, loại bỏ hoàn toàn cái lớp bụi bẩn, khói bụi, ô nhiễm không khí. Tại vì bây giờ mình đi ra ngoài đường ấy, ví dụ như hai thành phố lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì cái tình trạng tắc đường rất là nhiều, và cái khói xe ấy mọi người, khói xe nó bám ở trên bề mặt da của mình, nó làm da mình xỉn màu rất là nhanh. Thế nên là ngoài chống nắng, thông thường mình kể cả mình có đeo khẩu trang, thì khi mà mình đeo khẩu trang thì mọi người thấy là mình sẽ bị cái tình trạng toát mồ hôi nhiều hơn ấy. Thì nó khi mà mình tháo cái khẩu trang ra, bụi bẩn nó bám vào ấy, nó là một cái thứ mà hỗn độn ở trên da, và khi mà mình không tẩy trang thì không bao giờ nó sạch được. Và tiếp sau tẩy trang thì mình mới dùng cái sữa rửa mặt nhá. Dùng sữa rửa mặt xong ra, cái thời gian mà mình dưỡng da tốt nhất ý, là từ 9 đến 10 giờ tối. Là mình dưỡng vào cái thời gian đấy thì da nó sẽ có đủ cái thời gian để các cái lớp kem dưỡng nó thẩm thấu tốt hơn và nó phục hồi được da tốt hơn. Tại vì là tất cả các cái bộ kem ý mà mình dùng về ban đêm ý, là ban đêm nó có cái chức năng là phục hồi và tái tạo cho da. Nên là mình nên dùng vào lúc là 9 đến 10 giờ tối. Thì da của mình nó hấp thu tốt hơn và cái khả năng tái tạo của nó tốt hơn. Thế thì ngoài ra thì trong tuần thì mình nên dùng đến các sản phẩm như là tẩy tế bào da chết. Thì tẩy da chết ấy, thì lúc nãy tôi có nói về da đấy, thì là cái chu kỳ tái tạo của mình là 28 ngày. Nhưng mà các cái lớp tế bào sừng ấy thì nó luôn luôn sinh ra và nó luôn luôn chết đi. Tức là không bao giờ mà nó đến, ví dụ nó đến ngày 1 là nó sinh ra một loạt, xong rồi 28 đến ngày thứ 28 mới chết một loạt đâu ạ. Ngày nào nó cũng sinh ra, ngày nào cũng chết. Thế ví dụ như hôm nay nó sinh ra một lớp chẳng hạn, ngày mai nó có một lớp khác nó sinh ra. Thế giờ thì cái lớp này đến 28 ngày nó chết thì cái lớp này nó sẽ bị chậm hơn một ngày. Thế thì những cái da nào mà da nhiều dầu ấy thì mọi người một tuần mọi người đến tẩy da chết cho tôi 2 lần. Dùng những cái dạng mà đối với những ai mà dùng tẩy da chết 2 lần một tuần ấy thì mình nên dùng những sản gel thì là Siberi của mình ấy thì có một loại tẩy da chết rất là thích, đấy là của cái dòng kim cương, thì mọi người dùng cái sản phẩm đấy. Còn nếu mà hết thì mọi người có thể dùng xuống cái dòng Essence mới sau ấy ạ. Thì và mọi người có một lưu ý này, không mình nên tẩy da chết vào buổi sáng nhé, tại vì buổi sáng ấy là cái thời gian mà khi mà mình ngủ dậy rồi ấy, sau một đêm da mình đào thải, da mình nó cũng có chức năng nó giống y như thể là trong cơ thể của mình ấy, giống như là các sản phẩm mà của Siberi mình uống ấy, ví dụ như buổi sáng là mình cần năng lượng đúng không ạ, và buổi tối là mình cần phục hồi, thì các sản phẩm dưỡng da và cách chăm sóc da nó cũng y chang cơ thể của mình. Tức là buổi sáng mình cần những sản phẩm bảo vệ, nào là chống nắng này, rồi là những cái kem để cho làn da của mình nó tăng cường sức sống, thì buổi tối mình cần những cái dòng bảo vệ và phục hồi. Thì sau một đêm da của mình nó sẽ đào thải những cái tạp chất rồi vi khuẩn rồi tuyến bã nhờn nó sẽ đẩy hết lên trên làn da. Cho nên là rất nhiều người sau khi mà ngủ dậy có thấy nó bị bóng nhờn ấy. Những cái da mà bóng nhờn, những cái da đấy dùng dưỡng ấy, thì tôi nói thật khi mà dùng những cái bộ dưỡng mà nó phù hợp với da của mình rồi, nó cải thiện còn nhanh gấp mấy lần so với những cái dòng da khô luôn. Thì mình nên tẩy da chết vào buổi sáng. Cái lý do thứ hai mà mình tẩy da chết vào buổi sáng đấy là cái buổi sáng là mình ít tác động lên làn da của mình nhất, thì lúc đấy mình chỉ có tẩy da chết xong mình rửa mặt, mình dùng với các lớp dưỡng thôi. Chứ nếu mà mọi người mà tẩy vào buổi tối ấy, thì mọi người biết đấy là buổi tối là mình phải tẩy trang trước đúng không ạ? Cái tẩy trang xong rồi mình tẩy da chết rồi mình rửa mặt rồi mình dùng thêm lớp nước hoa hồng, tạo được 4 lớp lên trên làn da lận. Và khi mà mình dùng 4 lớp như thế thì cái da của mình nó sẽ bị tổn hại, và cái lớp màng thủy tương như lúc đầu tôi nói ấy, cái lớp màng thủy tương ấy nó sẽ bị tổn thương rất là nhiều và da của mình nó mất thời gian phục hồi lâu hơn. Tại vì là đối với một cái làn da như cái nhà khoa học đã phân tích rồi,
một làn da, đối với những cái làn da trẻ mà 18 đến 25 tuổi thì cái độ tái tạo da của da rất là nhanh. Nhưng mà với những làn da mà trên 28 tuổi trở lên, 35 rồi 45 rồi 50 ấy, một cái chu kỳ tái tạo nó bị lâu hơn rất là nhiều, bởi vì các tế bào nó lúc đấy nó bị già yếu rồi. Các cái sợi elastin, collagen nó bị đứt gãy rồi, nó bị giãn rồi. Thế nên là cái độ tái tạo nó chậm hơn rất là nhiều. Thì mình nên tẩy da chết vào buổi sáng. Rồi đến mặt nạ. Mặt nạ thì đối với những làn da khô của mình nhá. Vân Anh ơi, Vân Anh có thể chia sẻ chị cái slide về mặt nạ không? Cái mặt nạ mới ấy. CBD của mình thì tôi rất thích về mặt nạ, bởi vì tôi ngày nào tôi cũng đắp mặt nạ. Mọi người không yên tâm là không bao giờ bị sợ là nó sẽ bị dư dưỡng chất, hay là mình đắp mặt nạ nhiều quá thì nó lên mụn với cả nó tạo nhờn đó ạ. Mọi người yên tâm, như da của tôi là ngày nào tôi cũng đắp mặt nạ. Mọi người tưởng tượng là mặt nạ là một cái thứ mà giống như là mình đang bổ sung thêm vi chất cho làn da ấy. Thế nên nếu có điều kiện thì mọi người ngày nào cũng nên đắp mặt nạ nhé. Đây, mặt nạ thì ví dụ như là cái sản phẩm đầu tiên này chẳng hạn, nó phù hợp với thậm chí với cả làn da nhạy cảm. Và mọi người thử kết cấu mặt nạ của bên mình mà xem, nó mềm như là kem dưỡng luôn đấy ạ, nó mềm lắm luôn ấy. Và sau khi mà mình dùng mặt nạ xong rồi ấy, thì lúc mà mình lau đi, da mình nó sáng hơn và nó mềm hơn. Thì với những làn da nào mà khô ấy, khô và dễ bị mẫn cảm, mình có thể đắp cái mặt nạ này ít nhất thì một tuần mọi người nên đắp từ 2 đến 3 lần. Còn ai mà chăm sóc về da mà kiểu kỹ khó tính như tôi thì mọi người có thể đắp một tuần mấy lần cũng được. Tiếp đến là đến những cái dòng mặt nạ như là làm sạch sâu này. Thì những ai mà da mà bị các tình trạng như là da dầu hoặc là da có mụn. Vân Anh mở cái... Đây, sang cái dòng mặt nạ mới. Đây, ví dụ như là cái mặt nạ, cái tiếp màu xanh đầu tiên của mình là cái mặt nạ kiềm dầu. Thì mặt nạ này rất là phù hợp cho những ai mà vùng da hỗn hợp hoặc da dầu. Với những da dầu nhá, vì là những cái mà mặt nạ mà dạng làm xe khít như thế này, khi mà mình đắp lên xong thì ngay trong ngày hôm đấy mình sẽ cảm nhận là làn da của mình nó được khô thoáng hơn và nó ít dầu hơn. Thế chính vì thế nên là những ai mà bị da mà tình trạng dầu nhiều quá ấy, thì mình nên đắp cái mặt nạ này cũng một tuần 2-3 lần. Tôi đắp được hàng ngày càng tốt, thì như thế da mình nó phục hồi nhanh lắm. Mà mọi người nên nghĩ là như này, mọi người nên nghĩ là da của mình khi mà đắp mặt nạ giống y như là anh chị em mình đi ăn buffet ấy. Tức là buffet là mình có rất là nhiều món đúng không ạ? Còn hàng ngày là mình ăn những thứ thiết yếu cho làn da của mình như là serum, như là kem dưỡng, nhưng mà mặt nạ nó y chang như là buffet. Và khi mà mình đắp mặt nạ như thế thì da của mình nó được phục hồi nhanh hơn rất là nhiều. Nên mọi người đắp thử mà xem, chỉ cần sau một đêm thôi, da nó cảm giác nó thoáng và nó sạch và nó sáng hơn rất là nhiều. Thì riêng cái mặt nạ này thì nó là tôi chưa tìm hiểu kỹ thành phần, nhưng mà thông thường những mặt nạ này bao giờ cũng có thêm một chút thành phần từ gọi là đất sét ấy. Thì nó sẽ giúp làm xe khít hơn, và chính vì thế nên khi mà mình làm sạch nó khó hơn, cho nên là mọi người nên dùng với cả nước ấm để làm sạch. Thì sau khi mà dùng mặt nạ xong, mọi người nên dùng nước hoa hồng và nước hoa hồng để lau lại một lần nữa, sau đấy là mình dùng các nước dưỡng lên như bình thường nhé. Hoặc là có một cái mặt nạ làm sạch sâu hơn nữa ấy, là cái mặt nạ mà cái màu vàng vàng ấy đấy, cái mặt nạ đấy cũng phù hợp dành cho da dầu. Còn lại những mặt nạ kia thì đa số là dưỡng ẩm và phục hồi cho da. Với những ai mà da hỗn hợp mà vùng T này nó nhiều dầu nhưng hai bên má bị khô, thì mình có thể đắp một lúc hai loại mặt nạ lên trên da mặt. Thì cái vùng T này mình sẽ dùng những cái dòng mặt nạ dành cho kiểm soát dầu, còn hai bên má này mình sẽ dùng những cái dòng mặt nạ phục hồi cái độ ẩm cho da. Thì cái giá mặt nạ của mình nó rất là rẻ, nó chỉ có 165.000 thôi, nhưng mà tôi phải nói thật là cái hiệu quả của nó không khác gì những cái dòng mặt nạ mà trị giá 1 triệu ngoài thị trường đấy. Thế nên là mọi người tập trung bán mặt nạ, bởi vì theo bản thân tôi nghĩ và theo kinh nghiệm mà tôi chăm sóc khách hàng ấy, thì bất kỳ một ai cũng có ít nhất từ 2 đến 3 loại mặt nạ ở nhà. Ít khi mà có ai mà không có cái mặt nạ nào ở nhà lắm, không, nếu không dạng miếng thì sẽ là dạng tip, trừ khi ai mà không quan tâm đến da thôi.
Còn ai mà đã có một chút chút cái nhu cầu quan tâm về da thì thông thường ở trong nhà sẽ phải có đến mấy loại mặt nạ. Thế là mình có thể hướng dẫn mọi người là có thể mua mấy loại mặt nạ này cùng một lúc nhé. Bây giờ thì tôi sẽ nói về các cái dòng dưỡng da và những dòng mà mình sẽ dùng bổ sung để phục hồi làn da của mình. Thì ví dụ như bây giờ tôi sẽ nói trước về cái bộ kem kim cương của bên mình. Như mọi người cũng đã biết là cái bộ kem kim cương của mình là nó sẽ cải thiện lão hóa ngay, tức nó làm mờ các nếp nhăn. Thì bởi vì là như này ạ, khi mà làn da của mình ấy, đối với những làn da mà 28 tuổi trở lên ấy, và cái nhu cầu của cái làn da của châu Á của mình ấy, thì nó đều có một cái nhu cầu của phụ nữ châu Á ấy, là mọi người đều quan tâm đến cái quá trình lão hóa. Và cái quá trình mà lão hóa sớm ấy, ở châu Á nói chung ấy, và Việt Nam nói riêng ấy, nó rất là nhiều. Và chính vì mọi người gần như là không có thói quen là chăm sóc dưỡng da từ sớm. Thế khi nào mà thấy da mặt mình có một cái nếp nhăn rồi mới bắt đầu cuống cuồng lên đi tìm, thì thực sự là lúc ấy dùng thì nó vẫn sẽ hiệu quả. Với Siri thì nó hiệu quả cũng khá là nhanh, nhưng mà nếu như mình dùng được dưỡng da thì mình nên dùng từ sớm. Và ví dụ như là như chúng tôi thì vẫn hay hướng dẫn cách là mình nên dùng từ khi bắt đầu 17-18 tuổi là mình bắt đầu dùng. Thì sau này ấy, là da của mình bao giờ nó cũng sẽ trẻ hơn, mà mình dùng các bộ dưỡng da khác ấy, nó thu nó được tốt hơn. Thì cái bộ kem kim cương của mình ấy, nó là cái công nghệ nó rất là thông minh, đấy là cái huyết thanh thông minh. Cái huyết thanh thông minh này ấy, thì nó ngoài cái acid hyaluronic như lúc nãy tôi nói ấy, nó giúp xâm nhập sâu vào các lớp sâu hơn của da. Thì chính vì cái thành phần hyaluronic acid acid đấy thì làn da của mình khi mà mọi người thoa xong một ngày đầu tiên ấy, ngày hôm sau mọi người sẽ cảm nhận thấy là làn da của mình nó đã có độ căng hơn rồi, đúng không ạ? Nó có độ căng hơn và nó sáng hơn rồi. Và mọi người nên đưa ra một con số, nên tôi đã có một cái con số cho mọi người, đấy là sau khi mà mình dùng cái bộ kem kim cương của mình ấy, với những cái thành phần mà mình có ở đây ấy, thì làn da của mình nó được cải thiện gần như là hoàn toàn ạ. Để tôi đọc cho mọi người về cái chỉ số sau khi mà sử dụng. Là về cái độ ẩm ấy, thì làn da của mình nó đang được cải thiện tới 230% cơ. Đây, mọi người chờ tôi một chút. Mất lâu rồi. Ôi, không biết mất lâu rồi. Lát nữa thì tôi sẽ chia sẻ lên trên nhóm về cái về cái hiệu quả mà sau khi mà mình dùng của cái bộ kim cương này nhá. Nó có một cái chỉ số rất là rõ ràng luôn, nhờ vào những cái thành phần và những cái hoạt chất này đấy ạ. Cái độ săn chắc là tôi nhớ không nhầm là cải thiện lên đến 270%. Về cái độ sáng là 170 mấy gì đấy. Thế nên là cái bộ kim cương của mình này, khi đối với những cái làn da nào mà lão hóa hoặc gặp cái tình trạng về lão hóa ấy, có bắt đầu xuất hiện những cái nếp nhăn, đường nhăn nhỏ, thì mình nên sử dụng cái bộ kem kim cương này đầy đủ các bước. Đầy đủ các bước là gồm có là nước micen hoặc là nước hoa hồng đấy ạ. Sau đấy là đến tinh chất và cuối cùng là lớp kem. Thì có một số khách hàng sẽ hỏi là em ơi sao lại dùng nhiều bước như vậy, đúng không ạ? Thì ở đây ấy, mình sẽ giải thích cho khách hàng là bởi vì là da của mình ấy, mỗi một lớp thì nó cần thức ăn khác nhau. Thì khi mà mình dùng serum ấy, thì cái hiệu quả phục hồi của da nó cao gấp 3 lần so với kem dưỡng. Bởi vì kem dưỡng thì nó chỉ có cái chức năng là nó dưỡng ẩm này, bảo vệ và phục hồi bên trên bề mặt da và đến lớp gọi như là lớp tiểu bì và thân bì thôi. Còn như serum nó sẽ thẩm thấu sâu hơn, nó đi sâu hơn vào các lớp bề da. Thế nên là nếu như khách ấy mà dùng mà chỉ bảo là em ơi thôi chị chỉ lấy một bước thôi, chị ngại bôi nhiều lớp lên mặt lắm ấy, thì nên mọi người nên hướng dẫn lại cho khách bằng cái cách mà tôi vừa nói đấy, là serum ấy thì nó sẽ hiệu quả gấp 3 lần so với cả kem. Thế nếu như bây giờ chị muốn cải thiện nhanh hay là cải thiện chậm, thế nếu mà muốn cải thiện nhanh, đúng không, muốn cải thiện nhanh, nó không khác gì một người đi bộ và một người đi máy bay đâu ạ. Thì khi mà mình dùng serum thì cái hiệu quả của mình nó cải thiện nhanh hơn nhiều luôn. Còn nếu mà mình chỉ dùng kem thì nó vẫn có hiệu quả nhưng mà nó sẽ bị chậm hơn. Mà ai thì cũng sẽ thích là làm đẹp một cách nhanh nhất luôn rồi. Thế
Thế nên là mình phải yêu cầu khách phải dùng thêm serum, và khi mà mình dùng serum thì quá trình lão hóa của mình ấy, lúc đấy nó sẽ được xử lý được nhanh hơn, và da của mình nó được giảm cái nếp nhăn được nhanh hơn. Thì với CBD của mình có đến hai cái dòng serum. Dòng serum mà mọi người thấy là 209.000 ấy, thì nó đã phân sẵn ra rồi. Mọi người có thể thấy là ở đấy là có ghi là mọi người sẽ thấy là ở đây trên này sẽ ghi là 30+, 40+ và 50+. Cái ký hiệu này là ký hiệu phân cho từng độ tuổi này. Như cái serum này độ tuổi 30 sử dụng rất là hợp. Vì cái tầm tuổi mà 30 trở xuống thì người ta chỉ quan tâm đến làn da sáng lên và dưỡng ẩm thôi. Vì khi mà da mình đủ độ ẩm thì da mình nó sẽ tự khắc phải sáng lên rồi. Thế ngoài ra thì mình vẫn phải kết hợp thêm các sản phẩm uống như tôi nói đấy. Hoặc là những cái tầm 30 mà bị mụn đi thì mình quan tâm hơn về cái bước làm sạch, như lúc nãy tôi chia sẻ các loại mặt nạ tẩy da chết, rồi là mình phải uống thêm những cái sản phẩm như là bộ ba thanh lọc này, kho 4 này, xin 4 này, colline này, đấy mình phải sử dụng thêm những cái sản phẩm đấy nữa thì nó sẽ giúp cho làn da của mình nó phục hồi nhanh hơn. Tức là ngoài thì bôi mà bên trong thì mình uống đấy, cho nên là chỉ có duy nhất CBD của mình thì mình có được cái sự kết hợp cả trong lẫn ngoài như thế. Thế nên là với cái hiệu quả của CBD nó gần như là tuyệt đối. Và tiếp đến là mọi người để ý cái serum là 40+ này không ạ? Đây là mình đang tư vấn cho những ai mà có cái gọi như là kinh tế eo hẹp hơn một chút ấy. Chứ còn nếu mà để mà dùng ấy thì dùng cái serum của dòng kim cương nó vẫn tốt hơn nha mọi người nhá. Còn đây là tôi đang giải thích về cái dòng serum này. Thì những ai mà kinh tế người ta eo hẹp hơn một chút thì mọi người vẫn có thể kết hợp cái serum này kết hợp với cả kem kim cương. Thì cái 40+ này nó là tinh chất gương mặt sắc nét, tức là từ trên 40 trở lên là da mình đã bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn rồi. Và cái độ chảy xệ ở đây là rất là rõ ràng, tức là da của mình là mọi người như thấy là mọi người đều hướng đến cái cải thiện làn da chữ V. Thì khi mà mình dùng những cái dòng này ấy, thì nó sẽ tập trung hơn cho những cái độ tuổi từ 40. Vì 40 cái tình trạng lão hóa này nó quá là nhiều luôn rồi. Và tiếp đến là tinh chất chuyên gia về nếp nhăn 50+, đây là bắt đầu từ lứa tuổi là 50. Người ta chỉ ghi là 50 như này thôi nhá, nhưng mà còn tùy thuộc vào cái làn da mà mình tư vấn cho khách hàng nữa mọi người nhá. Nếu như mà khách mà 38 tuổi mà nhăn nhiều quá thì mình vẫn phải nên tư vấn cái này, chứ không phải là vì tôi nói là cái này 40 mà mình cứ nhất định là cái này chỉ 40 nhá. Ở đây là mọi người nên linh hoạt vào cái nhu cầu và cái tình trạng về da của khách hàng nữa. Đấy, ví dụ như khách mà chưa đến 50 nhưng mà da của người ta quá là nhăn, quá là sập sệ thì nên cho dùng cái này kết hợp với cả kem kim cương của mình. Thì bên trong sản phẩm uống thì mình nên sử dụng thêm các sản phẩm như tôi nói đấy, là bộ ba thanh lọc, xin 4 rất tốt. Tôi rất thích uống cái sản phẩm xin 4 vì mình uống xin 4 xong rồi mình vừa cảm nhận bên trong cơ thể và mình vừa thấy là rõ ràng là da mình nó có cái sự bài tiết nó rõ ràng hơn. Mà ví dụ như điển hình là ông xã của tôi mặc dù vợ làm mỹ phẩm trước đây thì rất là ghét dùng mỹ phẩm, không bao giờ dùng chống nắng đâu, nhưng mà từ khi mà quen tôi thì bắt đầu cũng quay sang dùng đủ nước của vợ luôn, và lúc nào đi đâu ai cũng khen là da sáng, nhưng mà nó vẫn chưa có được cái độ sáng như là phụ nữ mình chăm sóc đâu. Nhưng mà từ khi mà ông xã của tôi sử dụng bộ ba thanh lọc kho 4 và xin 4 vào ấy thì lúc đấy là làn da sáng hẳn luôn. Và lúc ấy mọi người mới hỏi ôi sao dạo này da Tuấn lại sáng thế. Đấy, thì cái xin 4 là nó giúp cho làn da mình nó sáng hơn và nó trông nó có sức sống hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì phụ nữ mình thì nên dùng các sản phẩm như là Chololong Beauty Box, Body Cook. Đấy. Riêng đặc biệt là cái Beauty Box và cái Body Cook là nó rất là nhiều acid folic rồi là keratin. Mọi người biết đấy, lúc nãy tôi phân tích cái lớp da ấy là cũng có cái chất sừng ấy. Cái chất sừng nó mà đẹp ấy thì làn da của mình nó mới bóng khỏe được. Đấy, chính vì thế nên là với những ai mà đã làm và đã sử dụng cái bộ dưỡng da của CBD và dùng các cái bộ của CBD, mọi người luôn thấy là da có độ bóng. Đấy, ví dụ như da tôi này thì luôn luôn có cái độ bóng, thì mình dùng cái bộ Beauty Box và Body Cook thì da mình có độ bóng hơn rất là nhiều và da nó rất là khỏe, rất là sáng. Ví dụ như Anna mọi người gặp nhiều rồi đúng không ạ? Mọi người có thể chưa gặp tôi nhưng mà như da của Anna mọi người luôn thấy là Anna tuy là không bao giờ trang điểm nhưng da lúc nào có độ bóng. Đấy, thì mọi người nên tư vấn cho khách hàng dùng thêm những bộ đấy nhá. Thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn. Và tiếp đến là cái serum của cái dòng mà kim cương này. Thì cái serum này ấy, đối với những cái thành phần mà ghi ở trên catalog này ấy,
thì nó sẽ giúp cho da mình nó hoạt động nhanh hơn. Với các cái phức hợp này thì thật sự đây là những cái chất mà để như bên ngành mỹ phẩm của chúng tôi ấy, thì là gọi là nó giúp cho các cái tế bào được nhân đôi, được nhanh hơn và mạnh hơn. Và khi mà tế bào nhân đôi được nhanh hơn và mạnh hơn thì lúc ấy làn da của mình nó phục hồi cái tốc độ chóng mặt luôn ấy mọi người ạ. Thì với những ai mà muốn cải thiện nhanh nữa ấy, thì mọi người nên tư vấn cái serum kim cương này nhá. Thì mình khoa serum xong rồi mình sẽ dùng đến kem sữa. Còn một cái sản phẩm nữa đấy là sản phẩm dưỡng mắt. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách chăm sóc da vùng mắt luôn ạ. Mọi người lưu ý nhé, có một cái lưu ý ở đây là tẩy da chết mình không tẩy vào vùng mắt, không massage vào vùng mắt. Bởi vì vùng mắt của mình là cái vùng mà có làn da nó mỏng hơn da mặt của mình gấp 8 lần luôn ý ạ. Và khi mà dùng dưỡng da mắt thì mọi người nên dùng cái ngón áp út và ngón giữa này nhá. Đây ha. Bàn tay mình 5 ngón đúng không ạ? Mình dùng ngón áp út và ngón giữa này. Thì hai ngón này cái lực của nó sẽ nhẹ hơn. Và bắt buộc phải dùng riêng kem dưỡng mắt riêng, dưỡng mặt riêng. Không bao giờ được dùng dưỡng mặt lên trên dưỡng mắt. Nếu mà mọi người bôi kem dưỡng mặt lên trên vùng da mắt ý, 1-2 ngày thì nó không sao đâu. Nếu như cả một quá trình dài thì mọi người luôn thấy là da của mình, cái vùng mắt của mình tự nhiên nó có bọng mắt. Là một cái thứ hai là nó vẫn có nếp nhăn. Là bởi vì là cái da, cái kết cấu của kem mà dành cho vùng da mặt nó rất là nhiều độ ẩm. Mà cái vùng bọng ở dưới này nó chỉ cần nhiều độ ẩm thôi. Nó chỉ cần nhiều độ ẩm thôi là cái bọng này nó sẽ bị nổi lên, bọng mỡ nó sẽ nổi lên. Thì chính vì thế nên là mọi người bắt buộc phải dùng kem dưỡng mắt riêng và dưỡng mặt riêng nhé. Không được bôi lên nhau. Dưỡng mắt có thể bôi lên cho mặt được, nhưng mà mặt không được bôi lên cho mắt. Và khi mà dùng thì đối với kem dưỡng mắt mọi người chỉ lấy một lượng một hạt tiêu đen thôi, cho ra hai ngón áp út này mọi người. Sau đó mọi người dàn ấm này, mọi người sẽ dàn ấm sản phẩm trong hai cái đầu ngón tay này nhá. Thì hai ngón áp út này mình sẽ thoa ở dưới mắt, mọi người sẽ thoa ở dưới mắt từ trong ra ngoài. Một này, mỗi một động tác mọi người thực hiện 3 lần. 2 này, 3 này. Hai ngón này mọi người thoa ở trên nhá. 1 này, 2 này, 3. Và cuối cùng này, cuối cùng mọi người sẽ đi hình chữ V từ đuôi mắt đi lên. Đây, mọi người thấy tôi ạ. Mình để một cái vuông góc như thế này này. Mọi người đi từ dưới mắt đi lên, vuốt nhẹ như thế này. Đấy, mọi người nên thực hành cái động tác này từ buổi tối ngày hôm nay nhá. Thì chỉ khoảng sau 2 tuần thôi thì sẽ thấy là da mắt của mình nó sẽ cải thiện nếp nhăn rất là rõ ràng. Mà đặc biệt là cái dưỡng mắt của Siberia này. Dưỡng mắt của Siberia nó cải thiện về nếp nhăn và cái quầng thâm cực kỳ nhanh luôn. Tôi thề với mọi người luôn là lần đầu tiên tôi thấy một cái sản phẩm dưỡng da mắt mà chỉ có 300.000 thôi mà nó lại có thể hiệu quả đến như thế luôn ấy. Tức là tôi không ngờ luôn ấy. Thì trước giờ là tôi dùng cái dòng dưỡng mắt mà tôi đã dùng cái dòng dưỡng mắt là 8 triệu, cái rẻ nhất mà tôi dùng mới là 2,1 triệu. Nhưng mà nói thật luôn là mình khoa là mình chỉ biết là mình khoa lên để mình bảo vệ mắt thôi, mình cũng chưa thấy nó cải thiện gì. Nhưng mà cái của Siberia mình thì quá là kinh khủng. Có 300.000 thôi mà khi mà mọi người khoa lên khoảng 2 tuần sau thôi ấy, cái quầng của mọi người nó đỡ đi rất nhiều luôn. Tôi không hiểu tại sao lại là có thể được như vậy luôn ấy. Và mọi người vẫn kết hợp thêm các sản phẩm uống ở bên trong nhá, thì nó đạt hiệu quả rất là nhanh luôn. Cho nên mọi người cứ tự tin mà tư vấn cái bộ sản phẩm chăm sóc da của mình. Vì cái thế mạnh thật sự là Siberia, cái thế mạnh của mình là cái lấy được các cái thành phần từ thiên nhiên thật sự hoang dã. Và giống như Vân Anh có chia sẻ đấy, giống như là một cái trái cà rốt mà trồng ở trên khí hậu Đà Lạt, nó khác tất cả cà rốt mà mình trồng ở những cái khí hậu sạch thì nó như thế nào. Và chính vì nhờ vào cái khí hậu sạch mình chủ động được từ cái vùng nguyên liệu, thế nên là cái giá thành của bên mình rất là rẻ. Và một cái bộ kem kim cương của mình là cái bộ đắt nhất trong mỹ phẩm của Siberia đúng không ạ? Nhưng mà mình có thể so sánh nó với những cái bộ mà 7-8 triệu, thậm chí là những bộ 20 triệu luôn ở ngoài thị trường. Đấy, mọi người cứ tin tôi mà chia sẻ đi, bởi vì là tôi dùng rất là nhiều hãng rồi. Tôi dùng ngày xưa ấy, cái hãng mỹ phẩm đầu tiên mà tôi làm ấy, đấy là Bonjour, thì nó là chuyên về make up thôi, thì tôi mình bỏ qua. Ví dụ như The Face Shop là cái dòng mà chung nhất. Hồi đấy tôi còn trẻ là tôi làm The Face Shop, nhưng mình dùng mình cũng rất hiệu quả nhiều lắm. Thế xong là tôi làm Clarin là cái hãng mà của Pháp mà nó chuyên về trị liệu nhá. Thì tôi cũng rất là thích, thấy nó cũng cải thiện, nhưng mà mình dùng một thời gian rồi xong mình thấy nó vẫn thế. Thế xong tôi dùng sang Lancôme. Thì tôi làm Lancôme hơn 4 năm thì tất cả những dòng của Lancôme mà tôi dùng hết rồi. Và kể cả dòng mật tre là cái dòng đắt nhất của cô, serum của nó là 13 triệu, một cái kem này nó là 13 triệu luôn. Mặt
nạ của nó cũng 13 triệu, nhưng mà khi mà mình thoa lên ấy, mình chỉ cảm nhận được thời gian đầu thôi, nhưng mà về sau đấy thì mình thấy là rõ ràng nếp nhăn nó có đỡ, nhưng mà về cái độ sáng da ấy thì nó vẫn không bằng được của bên CBD của mình, và nó không có độ bóng nhiều như vậy. Và cả mặt nạ nữa, thì mặt nạ chỉ có hơn 100.000 mà nó mang lại hiệu quả rất là tốt. Mà mọi người cứ nghĩ đi, nếu mà để mà mua một cái chiếc mặt nạ có hơn 100.000 mà mình đắp cả tháng luôn ấy, mà nó cải thiện quá nhiều như thế, thì mọi người thấy là cái nó quá xứng đáng không, và nó có dễ bán không ạ? Và bây giờ thì nếu mà ai mà có câu hỏi gì thì mọi người có thể hỏi đi, thì tôi sẽ hỗ trợ mọi người chăm sóc về da nhé. Mọi người đang hỏi ở trong này là gồm có những câu như là mỗi ngày đắp một loại một cái mặt nạ thì có được không, bởi vì một tuần mới được một lần, rồi có thứ tự đắp mặt nạ không, rồi đây, chị đại thể là những câu như thế. Vì nãy giờ câu bật không chắc. Như vậy tôi có giải thích với mọi người ấy, là bản thân tôi là ngày nào cũng đắp mặt nạ, và đắp mặt nạ giống như việc là mình đi ăn buffet ấy. Bình thường mình ăn cơm là mình chỉ có một hai món thôi, đúng không? Nhưng mà mình đi buffet mình có rất là nhiều món, và mình sẽ bổ sung được rất là nhiều vi chất lên cho làn da của mình. Thế cho nên một tuần mình có thể đắp, ngày nào mình cũng đắp mặt nạ được. Và ở đây mọi người có hỏi tôi là một hôm thì làm sạch, một hôm dưỡng da, một hôm tái tạo. Ok, được, liên tục các ngày được, như vậy đắp được. Nhưng mình phải lắng nghe làn da của mình nữa nhá. Tức là khi mà mình đắp ấy, mình phải để ý này. Nếu như hôm nay mình đắp cái dưỡng ẩm mà ngày hôm sau mình thấy tự nhiên ôi sao nó lại dầu thế, thế thì đấy là bình thường. Nhưng mà nếu mình đắp xong mà hôm sau nó mà lên mụn nhá, thì mình đôi mình phải dùng thêm các sản phẩm như là Balm Sam hoặc Pho 4 hoặc Repair để bôi lên trên da mặt đấy. Rồi là chờ tôi một chút, đọc thêm. Mình đắp liên tục như vậy được, nhưng mà theo tôi ấy, thì một tuần mình không nên đắp quá hai loại, mọi người hiểu không ạ? Tức là phải để cho da của mình nó có được cái thời gian nó làm quen với cái mặt nạ đấy nữa chứ. Hôm nay một loại, ngày mai một loại, hôm sau nữa một loại. Đấy, giống như là nó không kịp hiểu là bây giờ mình đang cần cái gì cho da. Như thế nó sẽ bị loạn lên, và có thể anh chị em sẽ bị mụn đấy ạ. Chị Mai ơi, có một chị hỏi là sẹo lõm 10 năm rồi thì có dùng được sản phẩm bên mình không? Sẹo lõm dùng được. Tại vì như lúc nãy tôi nói về cái lớp của da là cái sợi elastin và collagen, khi mà nó bị sụp đổ ấy, khi mà nó sẽ bị sụp đổ thì nó sẽ gây nên cái bề mặt của da mình là bị lõm là một này, bị rỗ là hai. Thì mình dùng được, mình dùng những cái kết hợp những sản phẩm uống bên trong nhé. Những sản phẩm uống bên trong như là một ba thanh lọc Pho 4 này. Nam thì mình uống men bóc, tại vì men bóc là nó bổ sung thêm các cái chất dinh dưỡng cho nam chứ không phải chỉ có nhu cầu sinh lý. Nữ thì mình dùng beauty bóc chronolon. Còn bên ngoài nhá, bên ngoài mình ngoài cái việc là để da chết, đắp mặt nạ ra, thì mình dùng cái bộ extra, là cái bộ kim cương ấy. Mình dùng cái bộ kim cương, và cái này mình cần phải kiên trì nhá. Mình kiên trì một chút thì nó có hiệu quả. Tại vì khi mà lớp da của mình, mọi người cứ hiểu đơn giản, tại vì ngay từ đầu tôi đã chia sẻ cho mọi người các lớp về da rồi. Không phải tự nhiên tôi chia sẻ các lớp về da như vậy, vì hôm trước thì đã có một buổi học rồi. Mình khi mà mình dùng ấy, mình sẽ phục hồi được các lớp trên làn da. Các sợi elastin, collagen khi mà nó có độ sóng trở lại thì làn da của mình nó tự khắc làm đầy. Và da của mình nó một nguyên lý là nguyên lý làm đầy. Nó giống như là anh chị em mình đi tiêm Botox hoặc là các cái chất làm đầy lên trên da mặt ấy. Da của mình nó có khả năng tự nhiên đấy. Quan trọng là cái dưỡng da của bạn nó cung cấp được đủ chất dinh dưỡng để cho làn da của mình có khả năng làm đầy hay không thôi. Thì ở đây là cái bộ kim cương là cái bộ mà có khả năng làm đầy rất là nhanh. Bởi vì là khi mà mọi người dùng sau một tháng là cái nếp nhăn nó cải thiện rõ đấy. Là nó cũng có nguyên lý để làm đầy đấy. Làm đầy các nếp nhăn, đầy các nếp nhăn thì cái sẹo lỗ kia nó cũng là bình thường. Nhưng mà thời gian của sẹo lỗ thì nó sẽ lâu hơn, bởi vì là nó sẽ bị tổn thương đến dưới nang lông của mình rồi, thì mình mất thời gian hơn. Này thì chị Mai cho em chia sẻ một chút để các bạn biết luôn. Trong đội của chúng ta là đã có rất nhiều người bị sẹo rỗ. Và sẹo rỗ thì dùng cả bôi cả uống, là từ 1 đến 2 năm nó sẽ đầy dần lên. Điển hình như là bạn Candy Kiều. Candy Kiều không biết có ở trong room không. Candy Kiều dùng sản phẩm được tháng này là tháng thứ 8, thì tất sẹo rỗ nó đầy lên từng khu vực, chứ không phải là đầy tràn hết. Cái khu vực mà sát gần với mũi này là bắt đầu đầy lên dần. Và bây giờ á, là
đang có bầu và đang uống những cái sản phẩm, tiếp tục uống những cái sản phẩm mà gọi là tốt hơn để chăm sóc cho cả thời gian mang bầu, thì cả Anna thấy rằng là cái da của bạn cải thiện rất là rõ ràng, cả những trường hợp bị mụn mà mụn ẩn dưới da của bạn cũng được cải thiện. Và thủ lĩnh kim cương chúc quốc gia Trương Huy Cường là đã dùng sản phẩm đến nay là được 5 năm rồi, và đương nhiên đàn ông thì họ không có chăm da bên ngoài giống như là phụ nữ, thế cho nên là cái những cái lớp mà da như kiểu da trông bị thô, chứ còn riêng cái trường hợp mà sẹo rỗ của anh là đã đỡ được đến 80%, mà rỗ ngày xưa là rỗ rất là sâu. Thế thì cho nên là mình hãy tin ở mức độ trải nghiệm, mình dùng là mình sẽ có cảm nhận. Ở đây nám thì mình cần 6 đến 12 tháng, còn sẹo rỗ thì mình cần 1 đến 2 năm. Cảm ơn anh chị em ạ. Đúng rồi, tại vì là da nám ấy, thật ra nám ai mà biết cách chăm sóc da thì cái quá trình phục hồi nám nó rất là nhanh. Nám không có gì cả, nám đấy là một cái cơ chế tự nhiên của làn da của mình. Khi mà da của mình mọi người để cho bị tiếp xúc với ánh nắng nhiều quá. À mọi người có một cái lưu ý này nhá. Có nhiều người hỏi tôi là, có một chị vừa nhắn tin riêng cho tôi hỏi là chị làm việc ở trong văn phòng suốt cả ngày có cần dùng kem chống nắng không? Không chỉ là ánh nắng tác động đến làn da của mình, mà những cái ánh sáng bức xạ từ máy tính này, từ các cái đèn này, từ điện thoại này, và ánh nắng thì nó có thể xuyên qua cả lớp bê tông cơ mọi người ạ. Thế nên là ngày nào cũng dùng chống nắng nhá. Kể cả mọi người mặc áo chống nắng hay đeo khẩu trang đi ra ngoài đường cũng không là gì với cả ánh nắng đâu. Thế nên là ngày nào cũng dùng chống nắng. Mà đặc biệt là những ngày trời mưa dâm nhá. Đừng có tưởng là thấy ánh nắng mặt trời thì mới phải bôi chống nắng. Những ngày mưa dâm nó vẫn có ánh nắng, mình vẫn cần phải bôi kem chống nắng để bảo vệ khỏi các tia UVA, UVB và UVC. Đấy, thế nên ngày nào mình cũng phải dùng chống nắng. Và mọi người muốn là dưỡng da được nhanh hơn ý, và duy trì được cái làn da của mình đẹp lâu hơn ý, thì hàng ngày phải dùng chống nắng. Kem chống nắng có được mua từ mắt không ạ? Kem chống nắng của bên mình thì mình bôi được vùng mắt nhá. Kem chống nắng bôi lên vùng mắt được ạ. Tại vì cái kết cấu dầu của chống nắng nó rất là nhẹ, nó không giống như là cái độ dưỡng ẩm. Mọi người phải hiểu được là kem dưỡng da mặt thì cái độ dưỡng ẩm nó rất là nhiều, còn chống nắng gần như nó không có dưỡng ẩm đâu. Mặt nạ CBD là một tuần dùng một lần. Em bầu 8 tháng. À, ở đây lưu ý với những cái bạn mà bầu, những người mà bầu thì do thay đổi nội tiết tố ấy, thì da của mình lúc đấy nó bị hoạt động, bị quá tải. Thế nên là mọi người để ý là lúc cái bầu là lúc thời gian mà mình rất là xấu đúng không? Và mọi người có thấy cái ảnh mà hôm nay mà Phong và Anna up lên đúng không ạ? Ảnh đấy là ảnh lúc mà tôi đang bầu đấy. Tức là khi mà mình bầu ấy, mình vẫn chăm sóc da như bình thường nhá. Và nếu mà biết cách thì khi mà mình bầu, mình chăm sóc da, da mình nó còn đẹp hơn bình thường luôn. Và khi mà tôi bầu thì da tôi rất là đẹp, vẫn như bây giờ, thậm chí đẹp hơn bây giờ. Thì mọi người vẫn chăm sóc như những cách mà tôi nói ấy. Ngoài da bầu thì mình đang uống được những sản phẩm của bên CBD của mình, mọi người vẫn nên uống thêm. Ngoài việc mà cung cấp dưỡng chất để mình nuôi em bé ra thì trong Mama Box ấy có acid folic rất là nhiều. Cái acid đấy nó sẽ sản sinh ra ra để giúp dưỡng ẩm và duy trì cái bề mặt da cho mình. Nên là mọi người yên tâm nhé, mình có cả một cái menu dành cho những cái bà đang những cái bà mẹ đang mang thai, để mình uống được cái ba đê cúc rồi Mama Box đấy. Ngoài ra thì ví dụ như là các bầu thì cái chế độ bài tiết nó cao hơn ý, nó nhiều hơn ý, thì một tuần mình nên tẩy da chết 2 lần nhé, tùy thuộc da. Nếu mà ai mà da mà mụn ý, những người mà da bị mụn ẩn đỏ thì tẩy da chết một tuần một lần thôi, và mình phải dùng cái sản phẩm mà nó dịu nhẹ một chút nhé mọi người nhé. Chị Mai ơi, có một chị hỏi nám dùng sản phẩm gì á, cho nên là Anna share cái màn hình. Ok, Anna share lên đi. Dạ. Tiếp đến về nám nhé, thì nám đấy là cơ chế tự nhiên của cơ thể thôi. Lúc nãy tôi đang nói thì tự nhiên lại đi nhảy sang cái vấn đề là khi mà làn da của mình nó bị tác động nhiều quá thì lúc đấy cái tế bào hắc tố mà lúc nãy tôi nói ấy, nó sẽ tự động nó đi lên trên bề mặt da, nó giống như là một ô ấy. Mọi người tưởng tượng ô lúc nào ô dù lúc nào mình cũng cất ở trong nhà đúng không ạ? Chứ khi nào trời mưa hoặc nắng quá mình mới lôi ra dùng thôi. Thế thì cái melanin có hay gọi là cái tế bào hắc tố ở bên trong cơ thể của mình ấy, nó cũng y chang như vậy luôn. Thế mọi người đi ra nắng nhiều quá để cho da mình nó bị tổn hại nhiều quá thì tự động những cái ô này nó sẽ bật lên. Còn tôi hay gọi là cái ô để cho khách được dễ hiểu nhất.
thì cái melanin đấy nó sẽ tự động đi lên trên làn da của mình, nó bao phủ, nó bảo vệ. Thì những da nám là những da đang bị tổn thương rồi và mình bắt buộc phải dùng vào kim cương, bởi vì ở đây chỉ có kim cương nó mới làm phục hồi lại các tế bào da, giúp da trao đổi chất được nhanh hơn và tốt hơn thôi. Thế nên là ngoài cái việc là mình tẩy tế bào da chết rồi, là tôi sẽ hướng dẫn thêm mọi người cái cách để mà mọi người, khi mà mọi người dùng cái bộ kim cương này đối với những làn da mà bị nám nhé. Thì da bị nám thì mình hay bị nám những vùng này đúng không ạ? Thì sau khi mà dùng nước hoa hồng xong đến cái lớp mà serum ấy, thì mọi người ngoài cái việc là thoa serum đều khắp lưng mặt của mình, thì mọi người sẽ đặt nhẹ hai tay tách nhẹ ở những cái vùng mà bị nám hơn ấy, lấy thêm một lượng serum nữa và thoa tròn như này cho tôi vào những cái vùng mà mình bị nám, thì cái nám của mình dần dần nó sẽ bị mờ đi, nhạt đi, dần dần nó mất đi. Nám là cả một quá trình nên mình phải kết hợp bên trong nữa, bởi vì nám ở đây là mình có rất là nhiều yếu tố gây ra nám, ví dụ như là di truyền này, rồi do ánh nắng này, do nội tiết tố, nên là mình bắt buộc phải dùng những sản phẩm bên trong cơ thể của mình, ví dụ như là thanh lọc. Các bộ thanh lọc của mình là luôn luôn dùng, và tôi khuyên mọi người là nên dùng thường xuyên, bởi vì cơ thể của mình cần thanh lọc rất là nhiều và làn da của mình cũng thế. Ngoài ra thì mình phải dùng thêm các sản phẩm như Cholulong, Vitazemanium đấy, và ngày nào cũng phải qua chống nắng, bổ sung thêm canxi nữa. Còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Sẹo lõm xong rồi này. Bôi balsam hàng ngày lên trên da mặt được nhá chị nhá. Như cách dưỡng da của em ấy thì là em đang dùng như thế này. Em dùng nước hoa hồng xong là em thoa cái balsam luôn đấy. Balsam mọi người để ý này, khi mà mình thoa balsam xong một thời gian, mọi người nên theo dõi làn da của mình nhé. Bôi balsam lên da mặt của mình nó sẽ có hiện tượng là khô. Thế chính vì thế nên là và cái thành phần balsam ấy nó giúp làm se khít lỗ chân lông cực kỳ nhanh. Ngoài cái việc mình đắp mặt nạ ra, mình bôi balsam lên những cái vùng chữ T. Tôi chỉ bôi đúng vùng chữ T thôi, nó kiểm dầu rất là tốt, kiểm dầu cực kỳ tốt luôn và se khít lỗ chân lông rất là nhanh. Sau khi bôi balsam xong thì tôi bôi đến cái dòng serum như mặt của tôi, thì tôi đang dùng cái serum mà 209.000 ấy. Và sau đấy là tôi mới bôi đến kem. Da mụn nhiều nếu dùng Repair hỗ trợ thì dùng trước hay sau lớp dưỡng? Tất cả các lớp của mình ấy là mình đều phải dùng sau lớp dưỡng chị nhá. Cái Repair này mình dùng sau lớp dưỡng, tức là kết thúc lớp dưỡng một cái là chị dùng luôn cái Repair này lên cho em này, rồi sau đấy mới đến chống nắng nhá chị nhá. Ngoài ra thì cái Repair này mình mang lên trong ngày, đối với những da nào bị mụn đỏ trong ngày ấy thì mình cứ thỉnh thoảng mình chấm lên nó sẽ rất là nhanh. Cảm ơn chị Mai và tất cả các anh chị em rất là nhiều. Vẫn đang có những câu hỏi nữa thì chị Mai hỗ trợ anh chị em trả lời trong group, và chúng ta còn gặp lại chị Mai vì chị Mai cũng là một tư vấn viên của tập đoàn sức khỏe Cyber Wellness. Đồng thời thì bây giờ đã đến giờ chúng ta chuẩn bị vào Zoom lớn, cho nên là mong anh chị em chúng ta vui lòng tiếp tục trao đổi ở trong group ô tô. Biết ơn chị Mai, tất cả chúng ta hãy dành cho chị Mai một tràng pháo tay vì những cái thông tin rất là chuyên nghiệp ngày hôm nay. Chúc tất cả các tư vấn viên cũng như các khách hàng của Cyber Wellness sẽ có một làn da siêu đẹp và trẻ như là mình cách đây 10 năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.